Iran cảnh báo đáp trả cứng rắn nếu EU áp lệnh trừng phạt. Iran tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn sau khi Đức thông báo EU đang tìm cách áp thêm loạt lệnh trừng phạt nhằm vào quốc gia Trung Đông. Lập trường mang tính khiêu khích, can thiệp và phi ngoại giao không cho thấy sự tinh tế và khôn ngoan. Phá hoại các mối quan hệ cũ mang đến hậu quả lâu dài. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian ngày 10 tháng 11 nhận định, ông Abdollahian cảnh báo Iran sẽ đáp trả tương xứng và cứng rắn nếu EU áp thêm lệnh trừng phạt nhằm vào quốc gia Trung Đông, song chưa nêu chi tiết các biện pháp đáp trả. Bình luận được ông Abdollahian đưa ra sau khi Đức thông báo Liên minh châu Âu, EU, đang tìm cách áp loạt lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran vì trấn áp các cuộc biểu tình liên quan tới cái chết của Mahsa Amini. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock khẳng định. EU hồi giữa tháng 10 áp lệnh trừng phạt đối với lực lượng cảnh sát đạo Đức và 11 quan chức Iran, trong đó có Bộ trưởng Viễn thông Iran. Các cuộc biểu tình bùng phát tại Iran sau khi Amini, 22 tuổi, qua đời ngày 16 tháng 9. Amini 3 ngày trước đó bị cảnh sát Iran bắt tại Tehran với cáo buộc vi phạm quy định về trang phục. Đụng độ khiến hàng chục người thiệt mạng, trong đó có nhân viên an ninh Iran và người biểu tình. Giới chức Iran đã bắt hàng nghìn người tham gia biểu tình. Một số quốc gia phương Tây gần đây áp thêm lệnh trừng phạt nhằm vào Iran sau các cuộc biểu tình tại quốc gia Trung Đông. Nhiều quan chức Iran bị Mỹ trừng phạt vì trấn áp người biểu tình. Bộ Ngoại giao Iran ngày 31 tháng 10 công bố lệnh trừng phạt nhằm vào 10 cá nhân và 4 thực thể Mỹ với cáo buộc liên quan đến hành vi chống lại quyền con người, can thiệp vào công việc nội bộ và khuyến khích bạo lực, bất ổn tại Iran, kích động các hành vi khủng bố và gia tăng sức ép với Iran. Trong số các cá nhân và thực thể bị Iran trừng phạt nói trên có cơ quan tình báo Trung ương Mỹ, CIA, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Michael Kurilla và Vệ binh Quốc gia Mỹ. Lệnh trừng phạt đóng băng tiền và tài sản của các cá nhân và thực thể nói trên, dưới quyền tài phán của Iran, cũng như cấm cấp thị thực và cấm nhập cảnh vào quốc gia Trung Đông. Hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo ý định tái tranh cử trong bối cảnh Đảng Dân Chủ của ông đang giành được những kết quả tốt đẹp trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Và dự kiến ông Biden sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này vào đầu năm sau. Trả lời các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Biden, người vừa tròn 80 tuổi trong tháng này, cho biết đây là quyết định gia đình. Gia đình muốn ông tái tranh cử nhưng ông chưa vội vàng quyết định. Ông cũng nói rõ, mọi quyết định của mình đều không liên quan đến ý định tái tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump, đối thủ cũ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Trong khi đó, kết quả của bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vẫn chưa hoàn toàn ngã ngũ, khi các ứng cử viên của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa vẫn đang bám đuổi quyết liệt tại một số bang. Theo số liệu tính đến sáng nay theo giờ Việt Nam, Đảng Cộng Hòa đang dẫn trước cách biệt tại Hạ viện, nhưng chỉ nhỉnh hơn một phiếu tại Thượng viện. Hy vọng về làn sóng đỏ của Đảng Cộng Hòa đã không thể diễn ra, do nhiều ứng cử viên được cựu Tổng thống Trump hậu thuẫn bị thua cuộc trước đối thủ của Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, với khả năng cao về việc thay quyền kiểm soát tại Hạ viện, chính trường Mỹ sẽ có những thay đổi đáng kể trong thời gian tới và sẽ ảnh hưởng đến cả đường lối đối nội, đối ngoại của nước Mỹ trong hai năm tới. Bộ Ngoại giao Cuba hôm qua cho biết là giới chức của nước này và Mỹ đã có cuộc gặp tại thủ đô La Habana để thảo luận về vấn đề di cư, cũng như việc nối lại đầy đủ các dịch vụ di trú và lãnh sự tại Đại sứ quán Mỹ ở La Habana. Theo thông báo tại cuộc gặp với hai quan chức cấp cao Mỹ về vấn đề di cư, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossio khẳng định Cuba sẵn sàng thực hiện các bước cần thiết cho quá trình nối lại các hoạt động di trú và lãnh sự tại Đại sứ quán Mỹ. Thông báo cũng nêu rõ hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nối lại đầy đủ các dịch vụ này. Thông báo của Bộ Ngoại giao Cuba không nêu tên hai quan chức cấp cao Mỹ, song theo thông báo trước đó của Bộ Ngoại giao Mỹ, hai quan chức này có thể là Thứ trưởng phụ trách các vấn đề lãnh sự Ray Navitar và Giám đốc Sở Di trú và Nhập tịch Mendoza Jadu. Phía Mỹ nói rõ hai quan chức này tới Cuba để thảo luận việc nối lại toàn bộ quá trình xử lý thị thực nhập cư từ đầu năm sau và đánh giá chương trình đoàn tụ gia đình Cuba vừa được triển khai trở lại tại Đại sứ quán Mỹ ở La Habana. Hôm qua, một cuộc tổng đình công đã diễn ra trên khắp nước Bỉ theo sự phát động của hai nghiệp đoàn lớn nhất tại nước này nhằm yêu cầu thúc đẩy sức mua và sửa đổi luật về tiền lương trong bối cảnh lạm phát phi mã. Đình công đã khiến cho giao thông công cộng bị gián đoạn. Đây là nhà ga trung tâm ở thủ đô Bruxelles, nơi thường ngày luôn tấp nập hành khách và các chuyến tàu điện ngầm trong thành phố, tàu hỏa liên tỉnh hay quốc tế. Tuy nhiên, cuộc đình công đã khiến nhà ga trở nên vắng vẻ khi chỉ còn một chuyến tàu ngầm nội đô, 1/3 chuyến tàu liên tỉnh
và một số ít tàu liên vận quốc tế được vận hành. Lĩnh vực hàng không cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi có tới 70% nhân viên của sân bay Bruxelles tham gia cuộc đình công. Hơn 220 chuyến bay, tương đương 60% số chuyến bay dự kiến khởi hành trong ngày 9 tháng 11, đã buộc phải hủy do thiếu nhân lực. Chính phủ Bỉ đã kêu gọi người dân đoàn kết vượt qua thời điểm kinh tế khó khăn hiện nay, đồng thời nhấn mạnh chính phủ đã thực hiện một loạt biện pháp đặc biệt để hỗ trợ sức mua. Lạm phát tăng cao cùng với cuộc khủng hoảng năng lượng là những nguyên nhân dẫn đến các cuộc đình công biểu tình diễn ra liên tục trong thời gian vừa qua trên khắp nước Bỉ. Và ngành vận tải công cộng là lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất, với các chuyến tàu xe buýt thì đều bị ngừng trệ do các nhân viên tham gia biểu tình. Hương Giang, thường trú thông tấn xã Việt Nam tại Bruxelles, Vương quốc Bỉ. Thưa quý vị, Cộng hòa Séc gần như là đã lấp đầy các cơ sở dự trữ khí đốt cho 3 tháng mùa đông sắp tới, với tỷ lệ lên tới 99%, cao hơn nhiều so với mức trung bình của Liên minh châu Âu EU. Và điều này sẽ giúp Séc đảm bảo nguồn cung trong thời gian tới. Tin do phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại địa bàn thực hiện. Cộng hòa Séc hiện có 4 công ty khai thác các cơ sở ngầm lưu trữ khí đốt. Tính đến ngày 9 tháng 11, bồn chứa của các công ty này đạt mức dự trữ 99-100% công suất, tương ứng khoảng 3,7 tỷ mét khối. Theo tính toán, với lượng dự trữ này, Séc có thể đảm bảo nguồn cung cho ít nhất 3 tháng mùa đông trong trường hợp cần thiết. Một trong những nguyên nhân khiến lượng dự trữ khí đốt của Séc ở mức cao là do thời tiết ấm bất thường. Nước này vừa trải qua tháng 10 có nhiệt độ cao nhất trong vòng 5 năm qua, khiến lượng tiêu thụ khí đốt giảm hơn 1/4 so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi hôm qua nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo an toàn và an ninh hạt nhân trong bối cảnh ngày càng có nhiều quốc gia quay sang năng lượng hạt nhân như là một giải pháp hứa hẹn cho tương lai. Trong tuyên bố gửi tới Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Grossi nhận định cuộc chiến chống biến đổi khí hậu cùng với cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất kể từ những năm 1970 mà thế giới đang phải đối mặt đã khiến giới hoạch định tại nhiều nước quan tâm tới điện hạt nhân như một giải pháp đa dạng hóa nguồn năng lượng và giảm khí thải carbon. Tuy nhiên, ông khuyến cáo việc chuyển đổi này nếu được thực hiện cần đi kèm với các quy định nghiêm ngặt về an ninh hạt nhân. IAEA sẽ phải đóng vai trò quan trọng hỗ trợ việc sử dụng khoa học và công nghệ hạt nhân một cách an toàn và hòa bình. Theo thống kê của IAEA, hiện có khoảng 18 quốc gia đang xây dựng 5-6 lò phản ứng hạt nhân mới, cùng với 30 quốc gia đang lên kế hoạch hoặc xem xét về điện hạt nhân. Các dự báo cho thấy nếu muốn đạt các mục tiêu giảm khí thải carbon, cần tăng gấp đôi năng lượng hạt nhân toàn cầu trong 3 thập kỷ tới. Làng World Cup là nơi các khách sạn và địa điểm cho thuê phục vụ người hâm mộ trong suốt kỳ World Cup. Ban tổ chức cho hay là đã có hơn 90.000 phòng, lều, căn hộ và các villa được đặt sẵn trong những ngày cao điểm của World Cup. Hiện vẫn còn 25.000 phòng còn trống. Làng World Cup được bố trí với những căn lều khổng lồ là khu vực sinh hoạt chung, nơi theo dõi các trận đấu World Cup. Ngoài ra còn có 6.000 lều đơn với giá thuê 200 đô la Mỹ mỗi đêm. Các lều đơn này được sơn với màu sáng, bố trí dọc theo hàng dài với đầy đủ tiện nghi cho cá nhân. Khách hàng sẽ được lựa chọn nhiều hình thức nghỉ đa dạng từ khách sạn nổi, làng hâm mộ, lều truyền thống Qatar, cổng xếp. Mọi thứ đều được niêm yết trên trang web chính thức của chúng tôi. Qatar hy vọng sẽ thu hút 1,2 triệu du khách trong suốt thời gian diễn ra World Cup. Số lượng người tham dự sẽ đạt đỉnh trong khoảng thời gian từ ngày 24 đến 28 tháng 11. Mỗi người hâm mộ sẽ dành 7 đêm ở các căn lều này. Cho đến thời điểm hiện tại, 60% các căn lều đã được đặt trước. Lều đơn có giá 200 đô la Mỹ một đêm, lều đôi có giá 270 đô la Mỹ trên một đêm. Khách hàng cũng được phục vụ bữa ăn sáng hoặc tối tùy theo hạng phòng. Ban tổ chức dự định sẽ tặng những căn lều này cho các nước nghèo để làm nhà ở cho người khó khăn sau khi World Cup kết thúc.